Nếu anh em nào có nhu cầu muốn nick, tới ngay shoptng.vn, uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam. Không thể chọn mục tiêu đó là một khả năng mọi vị tướng đều ao ước để có thể né tránh mọi sát thương và nhờ đó tạo ra pha lật kèo ngoạn mục mà chúng ta thường hay gọi đó chính là outplay, chơi trên cơ đối thủ, không chỉ nhờ trang bị, trình độ mà còn từ bộ ý thức. Và tất nhiên, không phải vị tướng nào đều có kỹ năng không thể chọn mục tiêu để có thể chơi trên cơ đối phương. Thường thì các vị tướng này cực kỳ khó sử dụng và đòi hỏi anh em cần phải có kỹ năng cá nhân rất cao. Hôm nay, em sẽ kể cho anh em 5 vị tướng đặc trưng nhất có chiêu thức không thể bị chặn mục tiêu, sử dụng được liên tục và tạo ra đột biến lớn cho pha giao tranh hoặc là phản canh lật kèo nhé. Thứ nhất, Raudel. Raudel là vị tướng pháp xưa khả năng hồi chiêu nhanh kinh dị, giúp cô nàng luôn khiến đối phương phải bất ngờ khi đứng trong vùng hiệu lực của chiêu cuối trời phạt. Các chiêu thức của Raudel đều được giảm hồi chiêu cực kỳ nhanh. Điều này giúp cho đại thiên sứ có khả năng kích hoạt được nội tại liên tục và gây được nhiều sát thương chuẩn lên đối phương. Chính vậy, cô nàng có thể tạo ra rất nhiều đột biến cho tranh. Cùng với đó là khả năng lướt liên tục từ chiêu 2, đôi cánh thuần khiết, giúp cô nàng có thể né chiêu, khiến cho kẻ địch gần như không thể nào bắt và gây sát thương lên được cô. Do đó, việc Raudel một mình chấp 2 hoặc là 3 kẻ địch cùng lúc vô cùng đơn giản khi có đầy đủ trang bị và late game. Đồng dạng, thời gian hồi chiêu đầy đủ. Chắc hẳn anh em nhớ tới pha đại phân xét múa chiêu 2 của Black One tại đấu trường vọng hay là Hanzo múa Raudel ở giải GCS Đài Loan rồi đúng không nào? Lưu ý khi chơi, cố gắng tận dụng nội tại để có thể cấu tỉa máu kẻ địch một cách tốt nhất có thể. Chiêu thức đôi cánh thuần khiết được giảm thời gian hồi chiêu khi dùng chính xác. Hãy tận dụng điều này để có thể sử dụng chiêu thức này liên tục, không chỉ tích nội tại hay là tạo sự cơ động, mà đó chính là không thể chọn mục tiêu tức thời. Anh em cố gắng lên trang bị để đủ 40% hồi chiêu. Điều này giúp cho Raudel có thể tối đa hóa lượng sát thương gây ra của mình từ bộ ý thức. Cả hai chiêu thức con đường sám hối và đôi cánh thuần khiết đều được giảm hồi chiêu khi đứng trong tầm hiệu ứng của chiêu cuối. Chính vậy, anh em nên tận dụng điều này để có thể sử dụng các chiêu thức của mình liên tục tấn công kẻ địch, tập trung gây nội tại lên mục tiêu cụ thể và ưu tiên tấn công lên mục tiêu có nội tại trên đầu, không chỉ gây thêm nhiều sát thương mà còn cả hồi phục cho Raudel đó nhé. Vị trí đường mid cầm bổ trợ tốc biến, nướng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Thứ hai, Aeron. Aeron là kiểu tướng ẩn chiến nhưng lại có cho mình tầm đánh khá ổn, chưa kể đến thông số sát thương tương đối cao, đặc biệt là cú sụp thứ 3, và có cho mình chiêu cuối cho phép bất tử trong 2 giây khi kích hoạt thành công. Nhưng một điều đặc biệt mà ít ai nhắc đến đó chính là khả năng không thể chọn mục tiêu từ chiêu 1 của Aeron. Giống cơ chế ở chiêu 2 Raudel, nếu anh em kích hoạt đúng lúc, chúng mục tiêu còn giảm cho Aeron giảm 30% hồi chiêu. Có một sự lai nhẹ từ Raudel đó chính là giảm thẳng 4 giây nhé. Việc né cái chiêu cuối của Tulen là cực kỳ đơn giản nhưng lại đòi hỏi kỹ năng cao từ người chơi. Đây là vị tướng mạnh và đáng sợ nhất khi có 5 điểm nội tại tăng tốc độ đánh, hút máu và tốc độ chạy. Nhưng đó lại là thời điểm Eros sợ các vị tướng sau thương và cấu rỉa từ xa, bởi thời điểm đó giáp và giáp phép bị giảm đáng kể. Lưu ý khi chơi, Eros có khả năng hồi phục cực kỳ ổn từ đòn đánh thường và ba thức chủ động đều hồi phục bá đạo, đặc biệt là chiêu 2 sau khi được cường hóa. Nhưng anh em đừng quá hổ báo, nhiệm vụ của bạn là bắt chủ lực thôi. Tay đại đao mạnh nhất là khi có đủ quỷ trảo và đó chính là lúc Eros bị giảm giáp và mong manh nhất. Nên anh em chớ đâm sâu quá, rút ra không kịp đâu. Đừng là kẻ mở áo tranh, đợi giao tranh rồi mới bay vào bắt chủ lực nhé. Chiêu cuối có thể bị hủy khi kích hoạt nếu chịu khống chế. Nhớ sử dụng ở vị trí khuất tầm nhìn, tạo bất ngờ hoặc là khi đối thủ hết chiêu thức khống chế. Aeron cực mạnh trong khâu vét giao tranh, bởi khi đối thủ hết chiêu thức, đây là lúc đòn đánh tay của Aeron tối đa sức mạnh. Vị trí sau đường cầm tốc biến hoặc là tốc hành có thể đi rừng nhé, nướng mắc chiêu 2 và cài gần nhất để có thể tối ưu nội tại. Thứ ba, Maza. Đừng nghĩ rằng Maza là kiểu tướng pháp sư mà bạn có thể đánh giá thấp cô nàng, chỉ ít là về khả năng sinh tồn, không quá cơ động như vị tướng pháp sư sát thủ. Thế nhưng đừng đánh đồng Maza với các vị tướng truyền thống mỏng manh, sợ áp sát như là Chrissy hay là Natalia. Tiếp cận được Maza chưa chắc đã phải là điều hay đâu. Với chiếc cuối ác hồn, Maza được tăng 30% tốc độ chạy và cũng như không thể bị chọn mục tiêu trong 2 giây, đặc biệt là trong khoảnh khắc hóa thân, Maza trở nên bất khả xâm phạm và phá bỏ mọi hiệu ứng khống chế tồn tại trước đó. Nhờ chiêu thức này mà Maza trở thành con bài dưới Aprey team địch nhất. Anh em thử băng trụ khi Maza chiêu cuối xem, cẩn thận không lại phải trái đất, bởi đây là vị tướng mà khi rơi vào trạng thái không thể chọn mục tiêu chiêu cuối, đồng dạng lại có thể tung ra chiêu thức hoặc là đánh thường. Lưu ý khi chơi, đừng hoảng sợ khi thấy máu xuống thấp. Thực tế thì Maza khi càng thấp máu thì lượng hút máu của cô nàng lại càng lớn, kể cả hút máu phép và vật lý nha. Máu càng thấp, khống chế làm chậm càng đáng gờm. Anh em cứ từ từ bình tĩnh trả sát thương lại với kẻ địch và nhìn máu của cô nàng tăng vọt vọt là được. Ác hồn cho phép Maza xóa bỏ toàn bộ trạng thái khống chế và né đi sát thương phải gánh chịu tiếp đó. Vậy nên anh em có thể dùng chiêu thức này để câu chiêu cuối hết sức mạnh như là của bom cười Joker, ao anh chàng của Murat hay là chiêu cuối Darcy, vân vân.
Là một vị tướng không tốn năng lượng, anh em có quyền tung chiêu liên tục mà không sợ chưa đến chợ đã hết tiền. Đây là vị tướng rất nhây lì cho tranh và hiệu quả trong cả danh tổng và cấu rỉa. Dù hơi đủ về khả năng cơ động, anh em cần có hướng di chuyển đúng đắn. Và quan trọng nhất là khi không ở chiêu cuối thì mặt ra có thể bị gank liên tục, nên anh em cần phải hết sức chú ý ở thời điểm đó. Vị trí sau đường, cầm tốc biến, nướng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Thứ tư, Liliana. Liliana được sinh ra để làm sát thủ và đó chính là ưu điểm mạnh nhất của cô nàng này. Một trong lợi thế của Liliana so với Dao Dao được chính là cô nàng này có cho mình khả năng khống chế cả làm chậm và làm choáng. Ngoài ra, khả năng dồn sát thương vị tướng này cực mạnh khi có trang bị quan trọng và siêu nguy hiểm khi full trang bị. Những điều mà Liliana được nhắc đến đó chính là khả năng outplay và né chiêu đỉnh cao. Chỉ cần anh em biến hóa đúng lúc từ hai dạng người và cáo giúp cho anh em né được rất nhiều chiêu thức lợi hại của Tulen, Morat và rất nhiều pha gank bất ngờ khác. Lưu ý khi chơi, chiêu thức thứ hai hồ quang đạn khi ở dạng hồ ly gây một lượng sát thương cực kỳ lớn. Tuy nhiên, đạn linh lực bay rất chậm, anh em cần cân nhắc phối hợp kích thức để có thể tối đa hóa sát thương khi nào dùng và khi nào không dùng. Chớ có đứng đạn khi mà xung quanh bạn đang có rất nhiều đối thủ nhé, kẻo bốc hơi luôn trước khi đạn xong, sử dụng để khép góc hoặc là tấn công chủ lực trong giao tranh. Anh em chỉ cần nhớ, ở dạng người, Liliana là khống chế cấu rỉa máu từ xa và sau khi khống chế xong, hóa dạng hồ ly để mà dồn sát thương. Đồng dạng như các vị tướng pháp sư sát thủ khác, lượng máu của Liliana không quá nhiều nên đừng đứng trong giao tranh quá lâu nhé. Tận dụng các bụi cỏ để dồn sát thương tạo đột biến, các chiêu lực của Liliana đều có thể vượt hình, anh em có thể linh hoạt đào ganh, giảm bớt áp lực khi đi đường cho đồng đội nhé. Anh em nào mà chơi Tulen là ghét nhất Liliana với khả năng không thể chọn mục tiêu, cực kỳ khó chịu từ chiêu cuối rồi. Vị trí đường mid cầm bổ trợ thúc biến, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Thứ 5, Murat. Murat có khả năng chơi cơ đối thủ cực kỳ tốt, sở hữu cho mình hai khả năng không thể chọn mục tiêu. Điều này giúp cho Murat có thể né đi các kỹ năng của địch. Không chỉ vậy, với tàn ảnh đao giúp cho Murat có thể outplay kẻ địch và mèo đuổi chuột ngay cả khi còn thấp máu. Từ băng trụ đến pha lật kèo, có vẻ như Murat đều có thể khiến đối phương phải bất ngờ với pha thể hiện của mình. Nhưng tất nhiên, Murat lại bị tướng không hề dễ chơi một chút nào. Nếu Nagrod đã khó dụng thì Murat lại càng khó chơi hơn rất nhiều. Và bí quyết để có thể dụng Murat hiệu quả chính là kiểm soát nội tại. Bởi chỉ khi đủ 4 điểm nội tại thì Murat mới có thể kích hoạt được chiêu cuối của mình. Chính vì vậy, nếu không biết cách kiểm soát nội tại thì Murat có thể bị bốc hơi trước khi có ý định outplay đối thủ. Khi mà các vị tướng xạ thủ khá cơ động như là Heate và Kaffini cấm, thì đó chính là lúc các Theonat và Zone được pick nhiệt tình. Và Murat có thể thể hiện tài năng bắt, hủy diệt và cấu rỉa tiên địch. Lưu ý khi chơi, kêu gọi đồng đội để giành lính quái khi tiến hành ép trụ đối phương. Murat rất mạnh khi tìm có lợi thế, nhưng khá đủ khi bị ép, cân nhắc trước khi pick. Khi Murat xanh quá sớm thì chẳng vị tướng nào có thể kiềm chế nổi sức mạnh của hắn ta. Đó là lý do vì sao Murat rất được anh em ưu tiên lựa chọn ở các bậc đánh đơn hoặc là tinh anh cao thủ đổ xuống. Khi ở đó, việc bắt bóng Murat chưa được đề cao. Vị trí đi rừng nâng mắc chiêu 1 và cài đặt gần nhất. Đây là 5 vị tướng nổi bật nhất, bởi đây là các vị tướng có thể liên tục sử dụng khả năng không thể bị chọn mục tiêu. Ngoài ra còn một vài vị tướng khác không thể chọn mục tiêu, nhưng vì không thể dùng liên tục, bởi lý do đó là các chiêu cuối hồi khá lâu. Anh em thử đoán xem đó là các vị tướng nào. Không để anh em phải đợi lâu, ép bật mí luôn, đó chính là Dập Tác với chiêu cuối, Zil đồng dạng chiêu cuối, Batman chiêu cuối và Sepeda. Đó là các vị tướng anh em hết sức cẩn thận nhé, kẻo bị lật kèo trong thoáng chốc và ôm hận. Đặc biệt là anh em nào thích solo queue thì nên lưu ý hơn. Trên đây là 5 vị tướng khả năng không thể chọn mục tiêu liên tục nhờ chiêu thức hồi nhanh và hiệu quả trong giao tranh, nhưng cần kỹ năng người chơi tinh tế để có thể sử dụng đúng thời điểm. Nếu thấy hay, anh em chờ tiếc một like và share clip này nhé. Anh em có bất kỳ yêu cầu hay là vướng mắc gì, bình luận ngay để Ad làm ngay cho anh em nào.
Silent nights recalling you, still the nearer of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.